Anh em cùng đeo tai nghe và cảm nhận chất âm của quả súp hơi Bass 50 đến từ thương hiệu LX Acoustic. Tiếng súp đập rất là sâu và rất là chắc đúng không ạ? Có giới thiệu với tất cả các bác những cái mẫu súp hơi Bass 50 đẹp xuất sắc của bên em. Tiếng súp cho ra rất là hay và rất là uy lực. Sản phẩm nhập khẩu chính hãng luôn em nhé, đến từ thương hiệu LX Acoustic, đều có tem bảo hành chống hàng giả đầy đủ cho tất cả các bác. Một mẫu súp hơi Bass 50 để chúng ta chơi, anh em có thể chơi quán bar hoặc là chơi gia đình đều rất là hợp lý. Đặc biệt cái lớp sơn của nó rất là đẹp, sơn sần cát em nhé. Sơn sần cát chúng ta thể thấy đây, một lớp sơn rất là xịn sò đúng không ạ? Đấy. Anh em mà không sợ bị xây sát, đặc biệt là các bác nào mà đang có gia đình nhà chúng ta đang có trẻ nhỏ đúng không? Anh em sợ đấy, trẻ nhà chúng ta cào xất sát đúng không ạ? Thì đây, em sẽ sử dụng miếng sắt này nhá, em sẽ cạo này. Đấy, anh em có thể thấy cạo thoải mái luôn. Cạo thoải mái luôn em nhé. Không có vết nào luôn, không có một vết nào luôn. Đấy, thì đây là một mẫu súp rất là đẹp. Và nó không những đẹp và chất về hình thức, còn cái chất âm của nó thì quá là hay luôn. Rất là uy lực. Giá hiện tại thì bên em đang bán là 8 triệu đồng một quả. Một quả súp hơi Bass 50. 8 triệu là chưa gồm phí ship em nhé. Và đây là cái mặt của nó đây. Anh em có thể thấy rất là xịn sò đúng không? Ê căng, được ghim ở bên trong. Đó, ghim bên trong em nhé. Nó không có ốc bắt. Bình thường những quả súp khác thì đấy, sẽ bắt ốc ở đây đúng không ạ? Thì nó sẽ bị lộ. Nhưng mà đây thì không anh em nhé. Nhìn nó rất là đẹp. Và rất là nhìn nó rất là đẳng cấp. Đó, bên cạnh này thì nó có những con ốc. Đấy, ở đây nó cũng có con ốc lục giác nó bắt vào đây. Thì nhìn nó rất là đẹp. Đó, nó sẽ che đi em nhé. Thì nhìn nó rất là ok. Hàng này thì chiều sâu của quả súp hơi Bass 50 này thì nó tầm 70 em nhé. Chiều sâu nó là 70 cm, chiều sâu chuẩn đấy là 70 cm, chiều ngang là 54 cm em nhé, 54, khoảng tầm 54-55 cm, ok chưa? Còn đấy chiều cao đó, chiều cao thì cũng khoảng tầm 57 cm gì đó, em cũng không nhớ rõ đấy. Thì bác nào mà đang có nhu cầu đấy, đang có nhu cầu muốn lấy những quả súp hơi đẹp như thế này, đẳng cấp thế này, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với bên em. Hàng này tất cả hàng nhập khẩu luôn cho tất cả các bác, hàng đẹp sẽ được bảo hành lên tới là 1 năm anh em nhé. Đấy, 1 năm. Và đây là em sẽ lấy thước ra em đo luôn cho tất cả anh em cùng xem. Đây, chiều sâu nhá. Đó, đây là chiều sâu này. Chiều sâu là 70, đúng 70 đúng không ạ? Đấy, và chiều ngang là 55 anh em nhé, chiều ngang là 55 cm. Đấy, và chiều cao của quả súp hơi Bass 50 này là 60 61 là 61 cm. Đó, đo này thì nó chuẩn hơn.
Ok chưa? À, 61 cm. Thì một mẫu súp rất là đáng chơi, rất là uy lực. Thì bác nào có nhu cầu muốn lấy những quả súp hơi bát 50 đẹp và xịn sò như thế này, anh em có thể liên hệ trực tiếp với bên em. Đợt này thì bên em về số lượng rất là nhiều. Riêng cái mẫu súp 50 này bên em đợt này về số lượng lên tới là 50 chiếc em nhé, để phục vụ tất cả các bác trong cái dịp cuối năm này. Thì ok, video này em cũng xin dừng tại đây. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.